Willow V1 biển số đẹp, mà đợt đấy là Hùng Hồng mua để định danh số này này. 16 triệu 06869 này. 14 triệu. Thì không có điểm chê rồi anh bà con ạ. Con xe này thì không có điểm chê, mới chạy được 4 ngày. Nó về máy còn bán hết à? Bán hết, về còn danh nhau. Đó, xe này màu trắng sang trọng lắm. Xe như xe mới 4.000 cây. Giới thiệu anh em đây là một chiếc xe 50. Con Nam Camili. Một chiếc xe sản xuất tại Việt Nam. Chiếc xe như một chiếc xe mới luôn anh em ạ. Mới 3.000 km thôi. Xanh Candy. Xanh Candy, con xe này 64.500 bao hồ sơ cho anh em. Mà 125 tháng ABS anh em nhé. Wow, ok, quá rẻ luôn. Xa chỉ cần cọc lại, ví dụ như một dòng ô tô này anh em cứ cọc lại khoảng 2 triệu cho mình. Bất cứ ở đâu cũng vậy. Ví dụ vận chuyển ra tới nơi thì anh em nhìn xe ưng nghe, kiểm tra hết này, đầy đủ thì anh em chuyển tiền cho mình, chứ không cần phải chuyển luôn. Tôi xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Giá Rẻ. Thì hôm nay lại một lô xe mới về. Đợt này thì có thêm tay ga này, đủ loại tay ga, xe số này, mô tô, anh em chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Lâu lắm rồi mình mới qua cập nhật cái lô xe bên cửa hàng xe máy Hùng Hồng nha mọi người. Các anh chị bạn nào yêu mến thì chịu khó mình cứ tham khảo ha. Xe thì nó có khá là nhiều luôn cho anh em ha. SH này, rồi Vao này, và nhiều dòng khác á. Thế mình xuống mình tìm thử anh Hùng đâu ạ. Lúp lùm rồi. Thì, kính thưa quý vị khán giả là em lúp lùm rồi. Không biết sao cứ chảy ra cái kênh xe máy giá rẻ là mình thấy cảm thấy rất là vui nhá. Rồi từ đầu năm giờ thì cũng chưa gặp lại khán giả, thì hôm nay nhưng mà em đi đâu qua tự nhiên em qua đây chi ạ? Trêu tất cả mọi người vậy thôi, nhưng em với Việt thì từ Tết giờ xin chia sẻ mọi người là không có hàng. Thật sự là không có hàng. Với cả bà Việt cũng nhiều việc quá. Thì hôm nay sắp xếp thì chắc sắp tới là bọn em sẽ quay đều hàng tuần cho quý vị khán giả. Thì ai mà yêu quý kênh của Xe Máy Giá Rẻ nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn nhé. Dễ thương lắm ạ. Thì thôi, thì hôm nay Hùng Nón Cối lại quay lại với quý vị khán giả đây ạ. Thì hôm nay bên em cập nhật tất cả những cái giá xe mới về, xe mới. Anh em nào ở xa chỉ cần cọc lại cho mình, tất cả xe nào cũng vậy, ship toàn quốc cho anh em luôn. Chỉ cần cọc lại 1 triệu mình sẽ vận chuyển toàn quốc cho anh em, hỗ trợ hồ sơ toàn quốc. Mà đặc biệt lần này hồ sơ rất là nhanh cho bà con luôn, bởi tất cả những xe đây mình đã mua chính ngạch hết, đã ký giấy ủy quyền về bên mình, hoặc là ký mua bán về cửa hàng mình để xuất hóa đơn cho khách. Đấy, đặc biệt bên em có bán hỗ trợ trả góp qua 3 ngân hàng, nhưng đặc biệt là không có hỗ trợ được nợ xấu và trả góp không đồng đâu nhá. Bên em không có làm được cái đó. Thì hôm nay thì Hùng Nón Cối thì cũng chả biết nói gì hơn, thì kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thì bây giờ bắt đầu anh em mình coi nhá, hãy lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất ạ. Đó, đợt này thì anh em lưu ý mình nên xem hết cái clip này rất là đặc biệt đó. Ở đằng sau cái clip này còn nhiều cái dòng xe mà gọi là hot lắm. Bất ngờ, kênh bất của ngờ. Mình thì nhiều anh em rất là thích cái dòng đó, thì hôm nay nó sẽ có trong clip này ha. Hôm nay thật sự bất ngờ đấy, nhớ phải coi hết nhá bà. Đúng con rồi. Đừng coi rửa chừng mà đừng tua, làm ơn đừng tua. Biết là những chiếc nào không thích, nhưng mà cứ để anh em nào thích chiếc nào đấy thì đừng tua, bởi vì sau video này, sau cái khúc này sẽ phân khúc khác nữa. Đúng rồi. Đấy. Thậm chí có phân khúc lớn hơn nữa. Đấy. Thì hôm nay bên Hùng Hồng sẽ giới thiệu đầu tiên cho anh em một chiếc xe Latte đi, phiên bản thế hệ mới bây giờ này. Đấy, một chiếc xe Latte màu đỏ đô rất đẹp anh em ạ. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn, không có một điểm chê luôn. Giá Hùng Hồng bán cho anh em giá 21 triệu bao hồ sơ nhá. Chỉ 21 triệu bao hồ sơ thôi. Latte hàng này hàng rất này... là hiếm, ít khi gặp. Hàng hiếm lắm ạ. Bởi vì người ta mua chạy ngon hơn Vision mà. Đúng rồi. Nên người ta ít khi bán lắm. Có nhu cầu đổi xe SH hay đồ anh lớn. Em ở xa thì cứ đặt cọc anh cứ triệu thôi. Triệu à? Ship 1 triệu xe. Thôi. Ship xe toàn quốc. Tức là anh em nhá, ví dụ như anh em ở miền Tây thì anh em cọc lại triệu thế này kia, thì ở miền Bắc thì cũng thế, chứ bây giờ không quan trọng là ở miền nào phải là cọc nhiều hay cọc ít. Không, những cái chiếc xe SH thì anh em nên cọc cho mình thôi, kể 1 triệu cũng được, chả sao hết. Bởi vì mình cũng đâu có lấy cái tiền cọc đấy đâu mà. Anh em trả cước dư bao nhiêu trả lại cho anh em. Hôm nay là tiếp tục một chiếc xe Valeo này. Valeo bữa nay lên kinh khủng luôn Việt. Đúng rồi, mới bữa này khá mắc lắm.
48 triệu mà còn chưa đó được màu tem nha. Nếu màu mà mấy cái màu mà tem như thế này thì thốn đấy, hàng năm đó nha mọi người. Đúng rồi. Đây chiếc xe này nó mẫu cũ luôn anh em, bán cho anh em giá 31 triệu bao hồ sơ. Con xe này bảng số Cần Thơ này. Con này anh... nó đi phục đồ này. Phục đồ đẹp. Phục lai đẹp á. Phục Litron. Đó. Mạch nạ thì mạch nạ của Lịch Thái mọi người. Thái. Đẹp quá. Con xe giá có 31 triệu bao hồ sơ thôi, bảng số Cần Thơ anh em nhá. Những chiếc xe này rút hồ sơ rồi thì anh em nhập ở đâu cũng thế thôi, thuế má rất là rẻ. Ok. Đấy, đặc biệt như hôm nay có một chiếc xe NVX 155. NVX 155 xe xuất hóa đơn cho anh em này, xe mới này. Đó, xe mới nhá, xe chưa chạy mà chưa giáp bình. Giá chỉ có 49 triệu 500 bao xuất hóa đơn. Có hàng trúng thưởng đúng không anh? À, đúng rồi. Đó, xe thì xe mới mà xe trúng thưởng mà. Thì xe này thì đã xuất hóa đơn cho khách rồi, anh em nào muốn mua thì mình sẽ xuất hóa đơn khác cho anh em. Đó. Hôm nay con sang con xe Pauget phải không nhỉ? Đúng không? Pauget xe Pháp à mọi người. Xe con này thì không có điểm chê rồi anh bà con ạ. Con xe này thì không có điểm chê, mới chạy được 4 ngày. Nó về mấy con bán hết à? Bán hết, về còn danh nhau. Đó, xe này màu trắng sang trọng lắm. Xe như xe mới 4.000 cây. Đi số đẹp phết anh. Ờ. 889. Nói chung là xe này thì đẹp hay không đẹp thì bà con đều mua, đều cũng phải sang tên làm định danh rồi. Thế. Cho nên là bây giờ con xe này hôm nay ông bán cho anh em chỉ giá 38 triệu thôi. Bao hồ sơ nhá. Rẻ nhất thị trường luôn. Con xe này hồ sơ cực nhanh nhá anh em nhá. 15 ngày có hồ sơ cho anh em. Rồi. Móc thì hôm nay cũng cháy hàng luôn. Cháy hàng còn một con duy nhất. Thật ra thì có nhiều hàng về Việt nhưng mà hôm nay là chưa về kịp đấy. Đáng nhẽ ngày hôm nay anh đi trở về này là bắt đầu em mới quay này, nhưng mà ý là thôi mình có sao mình chơi vậy trước đã. Okay. Để cho nó tò mò tí. chiếc xe này là đời 2021 phiên bản đặc biệt màu đỏ đen. Thắng ABS, con xe này Hùng Hồng bán giá 51 triệu 500 bao hồ sơ cho anh em. Con này hồ sơ cũng nhanh nhá, con này đã ký ủy quyền về tên mình rồi này. À, con 73 này thì đã ký ủy quyền về tên mình, đầy đủ phụ kiện nhá, hai kính hai khóa luôn đấy. Đấy, anh bây giờ giá nhiêu? Có 51 triệu 500 bao hồ sơ. 51 triệu 500. Xe mới bây giờ bữa nay 68, 70 đấy. Rồi, mấy cái còn siêu phẩm, đợt này thì siêu phẩm SH cao bằng 150 thì khá nhiều nha anh em. Con xe này 150 này, phiên bản xám xi măng này. Con xe này mới chạy được 12.000 km thôi anh em. Xe đầy đủ phụ kiện, bảo hành cho anh em động cơ, tất cả động cơ 6 tháng. Chiếc xe này bên Hùng Hồng đang bán cho anh em giá chỉ 86 triệu bao hồ sơ thôi. Hồ sơ rất nhanh. Hồ sơ rất nhanh. Đó. Mới rồi chiếc xe SH màu Candy này. Xanh Candy. Xanh Candy, con xe này 64 triệu 500 bao hồ sơ cho anh em. Mà 125 thắng ABS anh em nhé. Wow, ok, quá rẻ luôn. 125 ABS. Đó. Đó, anh em nào mà thích cái màu xanh này thì lụm thôi. Cũng như mỗi người thích một màu. Đúng rồi. Chả ai giống ai hết. Rồi. Đây, này biển số 60 luôn này. Con xe này, con này đang dán keo nguyên con này. 150 con xe, anh. Con này con 150 thắng ABS. Xe này mới chạy được có 3.000 km à. 3.000 km thôi Việt ạ. Mới lắm. 6.000 rồi Việt ạ. Này 6.000. Đầy đủ phụ kiện, hai kính, hai khóa. Xe này mới, bữa nay mắc lắm nhá. À, con này xe này bỏ mẫu rồi mà, 150 cũng bỏ mẫu rồi. Nếu còn thì giờ nó phải trên trăm hết anh. Con xe này 84 triệu bao hồ sơ. 84 triệu bao hồ sơ, con xe này nếu anh em mua rẻ hơn được mấy chục á. Đúng rồi. Bởi vì có 6.000 km nó dán keo hết. Xe mộc, xe zin hết. Đấy. Xe không một lỗi gì, bên Hùng bảo hành tất cả cho anh em luôn. Ok, à. Phía bên anh. Phía bên con này là 150, con này cũng mới, con này có 3.000 này. Con này 3.000. Con này 150 nhưng con này là thắng CBS Việt ạ. À con này 1.000 km nha Việt nhá. Con này 1.300 km. Đây là cái bằng chứng này anh em nhìn xe là biết à. Con xe này bên Hùng Hồng băng bán giá cực kỳ ưu đãi cho anh em, giá chỉ 78 triệu bao hồ sơ toàn quốc. 78 triệu bao hồ sơ. Ừ, 78 triệu bao hồ sơ toàn quốc. Đây, anh em nào là đang có ý định mua xe mới thì liên hệ xe này. Chiếc này chưa gắn bình luôn này. Chưa đổ xăng, chưa gắn bình. 160 2024 này anh em. Chưa gắn bình luôn anh em nhá. Xe này thì nhưng con xe này xe trúng thưởng thì đã ra biển rồi nhá. Thì anh em có sao nói vậy luôn, con này ra biển là bởi vì công ty người ta bắt buộc phải lấy tên. Để tại vì bây giờ nguyên tắc của trúng thưởng là đều phải có thông tin khách hàng hết anh em. Con này là 224 nhá. Okay. Đây, anh em nhìn cái mặt nạ là biết rồi. Mặt nạ đen này biết là 2024 rồi, 160 phiên bản ABS. Màu này rất là đang hiếm anh em ạ. Mới. Xe mới chưa đi mà, xe chưa đi mà. Đó, mã đang còn nguyên này, chưa đi, xe chưa đi. Giá 98 triệu bao hồ sơ. 98 triệu bao hồ sơ. Anh em nào đang có ý định mua xe mới bao hồ sơ luôn nhé, về bấm có tốn bao nhiêu đâu. Ờ. Vẫn rẻ hơn xe mới gần chục anh. Mà 20 chứ.
hơn xe mới nếu mà màu này thì chắc có hơn chục tí. Hơn chục. Tức là mình nhưng mà tính ra rẻ rồi, nó mới mà. Mình làm gì ra? Mới mà làm gì có lệch nhiều được. Nó cũng mới mà mọi người. Đây anh em nào ở Nam Định thì liên hệ con xe này này. Anh em nào ở Nam Định liên hệ con xe này luôn cho mình. Con xe này 150 phiên bản CBS này, giá 74 triệu. Quá rẻ. Rẻ hơn con kia được 4 triệu. Nhưng con này chạy nhiều hơn, con này chạy chắc con này 8.000, gì đấy? 8.000. 8.000. Con kia 1.300, con này 8.000. Đấy, ở Nam Định anh em ở Nam Định thì liên hệ nhá. Ok. À, đặc biệt hôm nay có về một chiếc xe Vinh Đô V3. À, xe này chủ nó kỹ này. Này xe này hôm qua Hùng Hồng mới đổi cho thằng em con xe R15 này. Xe chạy 8.000, xe này nó kỹ thì thôi không có một vết bụi luôn. Anh em ạ. Đó. Xe này đã ký ủy quyền nhá. Xe này Hùng Hồng sẽ lấy cho anh em giá 30.500 bao hồ sơ. Xe không một lỗi gì nhá. Con xe này biển số 60B3 này. Đó, 88646 này. Quá mới luôn. Quá mới luôn anh em. Đó. Ok. Đây, hôm nay quyết định bán con này có hồ sơ tầm tay được Việt ạ. Con này phải bán. Con này giống đẹp thật. Chọn đẹp hết luôn, sơn tem này kia nhưng máy bao máy zin tất cả luôn zin. Lồi liếc zin, nóc liếc zin hết luôn nhá. Mỗi anh em nào mà thích chơi mua con này. Con này cuối 20 con này cuối hết đời luôn. Con này đời chót 24 à. Đời 26 chứ. Con này 26 mà. 27 mới hết đấy. Đầu 27, cuối 26 nhớ đấy. Nhớ là 24 là không. Ngưng sản xuất rồi. Con này không cốt mà. 27 mới là nếu mà có vẫn có con tem 27 luôn. Con này tem 26. Con này 24 triệu bao sơ cầm tay này. Đó, anh em nào mua thì liên hệ con xe này. Con xe này Hùng Hồng tính dọn để đi đấy, nhưng mà bán luôn, để nhẹ này. Máy của máy nó là khói khói phải bàn về dòng máy này con này thì sướng. Máy để nhẹ cái lên. Ok. Đặc biệt hôm nay bên Hùng Hồng mới về được một lô Winner X, xe trúng thưởng á mọi người. Xe, à, quên. Xe chạy xe thử. Chạy thử nguyên lô nha anh em, nó có Winner này, nó có mô tô nữa. Nguyên lô đấy. À, chiếc xe này mình sẽ để cho anh em giá chỉ 17 triệu bao hồ sơ. Nhưng anh em chọn chiếc nào thì chọn nhá. Con nào cũng đồng giá luôn. Đồng giá luôn, công tơ mét bằng nhau hết. Đó, 17 triệu 500 bao hồ sơ đồng giá anh em chọn. Nói chung chọn con nào cũng được. Đó, chọn con nào cũng được. Hồ sơ rất nhanh, hồ sơ này công ty nó xuất hóa đơn cái là mình rút thôi. 17 triệu 500 cho một chiếc. Đây, tiếp theo đây là mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là một chiếc xe Sachia, con xe này đã lên phụt này. Lên mâm này, lên ốc titan cổ này. Giá 25 triệu 500. Con xe đời 2019-2020 á. Màu xanh, rất đẹp. Lên phụt này, khá mắc đó nha, không rẻ đâu. Đó, mâm miếc này. Xe bao máy zin, bên Hùng Hồng bán cho anh em nha, tất cả những xe rẻ hay xe mắc, xe cao cấp đều bao máy zin, bên Hùng Hồng không bán máy da. Đó, nói như vậy anh em. Mà con nào mà máy da ấy, đi đổi xe mà máy da của khách ấy, mình đổi xe ấy, mình nói luôn với khách, mình nói luôn cho anh em biết là xe đã máy da rồi. Để cho lên bởi vì bên mình bán thì anh em là coi nhiều bên kênh của xe máy giá rẻ của bạn Việt là biết rồi, mình bán là bao hồ sơ, là bao zin, bao vận chuyển. Rồi bảo hành tất cả anh em. Có những vị khách đúng là như này. Trong thời gian qua rất nhiều người ở bên đặc biệt ở kênh xe máy giá rẻ này có nhắn tin, cô dì chú bác nhắn tin nhiều cũng điện thoại là hỏi là lý do sao cho chả thấy quay lên video gì vậy. Từ Tết giờ hàng không có. Không có hàng. Đó, nó có mấy con xe lẻ tẻ này kia mình quay ai coi cứ chả chọn được cho mình một chiếc xe nào, thế nó phong phú cơ, cái mặt hàng nó phải phong phú thì lúc đó mình sẽ quay lên thì anh em sẽ chọn nhiều lựa nhiều hơn. Đấy, rất nhiều người quan tâm đến Hùng Hồng nên Hùng Hồng biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Okay. Đấy là đây là một cái lô xe là cũng thế rồi, mình đã báo chi tiết hết trên live rồi nhá. Mở xích ra sao, khóa xích làm gì vậy, đang đã quay xong đâu, mở xích ra, tập trung nào đi cậu. Tiếp theo Hùng Hồng xin giới thiệu với anh em đây chiếc xe trúng thưởng nữa này. Nhá, đây là một chiếc xe trúng thưởng nữa. Con xe này trúng thưởng đã xuất hóa đơn về cho khách hàng rồi. Con xe này 18 triệu 800 này anh em này. Nói chung là xe mới nha anh em. Nó là xe mới nhá. 18 triệu 800. Chiếc xe màu trắng, con này 2024 nhá. Nhìn bánh biếc là biết rồi. Quay xe chưa đổ xăng. Dắt gọn con này ra. 18 triệu 800. Này có đây, xe 50 này mình thấy đẹp này. Đây anh em nhìn này, con xe màu chưa gì đã khóa lại, chi không biết đang làm mà. Nhanh nhanh cái đi, rút dây ra nhanh ra đi.
Giới thiệu anh em đây là một chiếc xe 50 con Camry, một chiếc xe sản xuất tại Việt Nam. Chiếc xe như một chiếc xe mới luôn anh em ạ, mới 3.000 km thôi, như một chiếc xe mới, xe 50 nhá. Cái dòng này nó là nhái theo cái hệ thống của thằng Pilago Vespa ấy, bên cầu ấy. Đèn nét này, xi nhan cũng nét luôn này, đó nhìn dễ thương lắm, rất dễ thương đó. Để nhẹ cái lên nào, lổ chạy sướng lắm, chở một người ngồi sau chạy vẫn ok. Đó, 50. Đó, con xe này Hồng để cho anh em cho bà con đầy đủ kiếng ở trong cốp nhé. Là 15 triệu 800. Tí lắp cái cặp kính và nhìn cho xe nhà Hồng bị đẹp ấy nhá. Hai khóa, hai kính đầy đủ, xe này muốn ủy quyền thì ủy quyền. Xe này ngay chủ mà. Đó. Còn muốn rút hồ sơ thì rút, vậy thôi, thêm phí vào. Con xe Sirius này 7 triệu cho bà con về đi làm nhá. 7 triệu cho chiếc xe này về đi làm này. Đó, cho anh chị về đi làm. Bao máy zin cho anh chị luôn. Đấy, xe nào anh em nào đi dãy đi đồ này kia thì liên hệ, chiếc xe này có 7 triệu luôn. Quá rẻ luôn rồi. Chạy bao biết bao giờ mới hư. Thôi. Đặc biệt hôm nay Hồng Hồng xin giới thiệu với anh em đây là chiếc xe AB đầu bò, chiếc xe biển số Sài Gòn, xe ký giấy được anh em nhé. Xe ký giấy được. Đó, xe ký giấy được mà Hùng Hồng bán cho anh em giá 9 triệu. Bao máy zin. Đó. Chính chủ luôn nha anh em. Ờ, chính chủ, 9 triệu à. Đó. Rồi. Tiếp theo chiếc xe này là Tiếp theo chiếc xe này là 11 triệu này. Đời 2012 Vision, quá rẻ. 12 triệu à. À quên lộn, 11 triệu, chửi chết đấy. Nói nhiều khi nắng quá, buổi trưa nó nắng này. Thì hôm nay là máy ngon lắm. Đó, 11 triệu anh em. Anh em nào chưa có xe đi làm thì liên hệ với chiếc xe đó. Rồi, đây các cháu học sinh nào Lam này. Các cháu nào Lam thì con trai đi chiếc xe này, Kimco, dòng Kimco cực kỳ bền luôn. Chiếc xe thì trong tình trạng nó như xe mới này. Có 7.000 km à. 7.000 km thôi anh em. Đó. 7.000 km. Giá nhiêu anh? Giá 13 triệu 200. 13 triệu 200. Ký giấy được nhá, biển số Sài Gòn luôn này. Ký giấy luôn cho anh em bà con đi làm này. Windows V1. Còn con duy nhất một chiếc xe Windows V1 biển số đẹp mà đợt đấy là Hùng Hồng mua để định danh số này này. 16 triệu 06869 này. 14 triệu. Có xe này muốn rút hồ sơ phải để đợi tháng 9 nha Việt nhá. Ok. Bảo nói rồi. Đó, đây cái lô mà nãy giờ xe phổ thông đúng không? Anh em giờ hôm nay thì hôm nay bây giờ đặc biệt hơn một tí. Vâng, xin giới thiệu với mọi người đây một chiếc xe ai lộ. Chiếc xe này của camera để đi đấy. Anh em nào mua thì cứ liên hệ với camera là camera cũng bán đấy. Gạ mấy lần hỏi bán không, không bán mà xe kỷ niệm để đi qua. Thì hôm nay mình thôi mình vào chân vào đây trước đi. Wow, lên, lên đó, lên. Đấy. Giới thiệu với bà con đây là một chiếc xe mới Hùng Hồng mới nhập về, con Ninja 400, L400, chiếc xe tức là khá là đẹp. Xe này đăng ký 2022 nhé, xe đăng ký 2022, xe hệ thống hai máy, trước Ninja 400 là phiên bản này Limited. Màu xanh này cực kỳ đẹp luôn, màu xanh đẹp quá. Xe mới đồng hồ mới chạy 22.000 km thôi. Chiếc xe này còn bô zin nha anh em. Chủ đưa lại cái bô zin ngày mai. Anh em là mua vẫn tặng thêm cái bô này vào bô zin. Anh em lấy thì lấy, không lấy thì Hùng Hồng tháo ra cho. Con xe này mới chạy 22.000 km thôi. Chiếc xe Ninja giá chỉ có 89.900. Bao hồ sơ cho anh em, quá rẻ. Quá rẻ anh em ạ. Đẹp quá. Ngồi lên đúng đẳng cấp luôn ạ. Cho xe quay vào nhà đi em à, xe mới vào nhà đi. Để đây sẵn đấy đã, từ từ tí nó dắt sau. Vào đây phụ cái này đã. Rồi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ giới thiệu thứ này trước đi cho rộng rãi nhá. Chắc là mọi người cũng ngạc nhiên lắm đúng không ạ? Nhưng mà Hùng Hồng đang thay đổi từng ngày. Thay đổi từng ngày để phục vụ cho mọi người. Đây là một chiếc xe MSX này. Phiên bản mini này, mẫu mới nhá, đèn vuông, chiếc xe đèn vuông,
Giá ở phòng bán cho anh em giá chỉ có 27 triệu bao hồ sơ thôi. 27 triệu bao hồ sơ, xe mới lắm, 2020. Xe cực kỳ đẹp luôn. Nào nào nào. Ồ. Oh. 27 triệu con chiếc ạ. Đây con này là con FZ150i. Con này là con FZ150i nhá anh em. Giá cực kỳ rẻ thôi. Giá con xe này Hùng đang bán ra cho anh em giá chỉ có 17 triệu 500 thôi. Hồ sơ anh em muốn rút thì thêm tiền, thêm phí 17 triệu 500, nhưng mà mình nghĩ những chiếc xe này thì anh em chắc chả phải rút đâu, để vậy đi thôi, 17 triệu 500. Anh em nào mà ví dụ mà tới trực tiếp cửa hàng Hùng sẽ bớt thêm tiền. Con xe này bao ship cho anh em. Bán giá 17 triệu 500 bao ship toàn quốc. Được chưa? Bao ship toàn quốc, anh em nào tới đây Hùng sẽ bớt. Ship toàn quốc cho anh em. Rồi. Giờ mình sẽ qua bên cái dòng R15 đây. Con này thì vừa về đây thì mình bỏ nó, mình quay luôn cho anh em. 2020 đăng ký 2021 này. Chiếc xe màu vàng vàng xám này. Chiếc xe này nói chung là quá đẹp luôn, 9.000 km thôi anh em ạ, 9.000 km. Giá của nó là 38 triệu bao hồ sơ. 9.000 km nhá, 38 triệu bao hồ sơ. Đó. Tiếp theo đây nào, giới thiệu với anh em đây một chiếc xe siêu cổ, một siêu phẩm 3.000 km, quá mới luôn, không còn điểm chê. 3.000 km, giá 85 triệu bao hồ sơ cho anh em toàn quốc này. Xe tem bọng còn nguyên zin hết nguyên luôn nhé, đó biển số này. Tem bọng hết luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc xe GS A150. Con xe mới chạy 300 km thôi. Con xe này chắc mọi người cũng nhiều người coi nai rồi, từ 68 triệu mà bây giờ nổ xuống còn 63 triệu mà anh em biết rồi. Xe này hồ sơ cực nhanh nhá. Xe này những cô chú, những chú nào mà trung tuổi này, những anh nào ví dụ làm trong công chức nhà nước chẳng hạn vậy thì muốn đi nó điềm đạm, bền bỉ, ăn ít xăng, tiết kiệm nhiên liệu thì liên hệ chiếc xe này. Chiếc xe mới chạy 300 km thôi, nó như một chiếc xe mới rồi. Con xe này có 100 cây, con 2.6 lít. Cực kỳ tiết kiệm xăng. Quá rẻ, 63 triệu. Okay. Rồi, bây giờ theo chân mình sẽ lên trên này đi. Từ đây trước nhỉ? Ok, đây. R15 V3 tiếp tục. Tiếp tục đây, mình sẽ giới thiệu với anh em đây một chiếc xe R15 V3 này. Chiếc xe này mình sẽ bán cho anh em giá 38 triệu bao hồ sơ. Đó, con chiếc xe này đúng rồi, 38 triệu bao hồ sơ. Chiếc xe này đi khá ít à, có 6.000 km thôi. 6.000 km. Bỏ con này xuống chụp hình cho anh luôn. Lấy máy iPhone 14 chụp hình luôn. Tiếp tục đây là con màu xanh nhám này. Màu xanh xanh bạc này. Chiếc xe này về đây con này có chạy 3.000 km đấy em. Nó như một chiếc xe mới rồi. Chiếc xe này Hùng sẽ bán cho anh em giá chỉ 44 triệu bao hồ sơ. 44 triệu bao hồ sơ. Cái số đẹp không? 111 đây 9 nữa nhỉ. Tiếp tục. Tiếp tục mình sẽ xin giới thiệu đây một chiếc xe R15 V3. Con xe này thì đời 2018 nhưng xe này là siêu cọp luôn anh ạ. 7.000 km không một lỗi nhỏ nhá. Bên mình bán bao cho anh em ở bên cửa hàng bên mình ấy, bán là bao tất cả cho các dòng xe mô tô, không bao giờ té ngã đâm đụng anh em nhá, không bao giờ ngập nước gì hết nhá. Xe nào hoàn thiện hết, xe không có sơn lại gì hết nhá. Xe này có 7.000 km thôi. Chiếc xe này giá bên mình bán cho anh em giá chỉ 34 triệu bao hồ sơ cho anh em. Quá mới luôn anh em ạ, không có điểm chê luôn. Rồi, tiếp tục đi. Sao kéo cái bạt chi cho nó tối vậy em? Ai kéo bạt vào sớm đấy? Kéo lại đi với cậu, để đấy đi. Rồi, đây là một chiếc xe là mới nhất. Nếu mà nó giờ 15 là mới nhất trong dàn xe. Mới chạy 1.000 km thôi. Này Việt quay vào đồng hồ cho anh em coi này. Xe mới 1.000 km thôi nhỉ? Quá mới. Mới 1.000 km thôi. Nó màu đen, xe đang trong tình trạng là dán keo nguyên con nhá. Xe này là hồ sơ cầm tay. Anh em nào mua thì cứ đưa cả vẹt, đưa cả căn cước thôi. Bên mình hỗ trợ những chiếc xe như này, anh em chỉ cần trả trước là khoảng 15 triệu lấy xe. 15 triệu lấy xe.
45 triệu bao hồ sơ cho một chiếc xe RM5 này. Quá mới luôn anh ạ. Ok. Rồi, tiếp tục ra. Bây giờ những cái dòng này là dòng cao cấp này. Dòng cao cấp hơn một chút này. Đó. Đặc biệt xin giới thiệu với anh em là đây là một chiếc xe CBR150 màu bộ đội đời 2019. Xe chạy 12.000 km anh em ạ. Như một chiếc xe mới luôn, 12.000 km. Quá mới luôn anh em. Giá cực kỳ ưu đãi cho anh em luôn. Chiếc xe này là 63 triệu bao hồ sơ. Cái dòng thể thao này chạy ngon, cực đẹp luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo mình hôm nay về những toàn những cái màu từ từ đã em. Đó. Cứ để dưới đấy đi em ạ. Cứ để dưới đấy, tí tính sau. Đấy. Chiếc xe màu đỏ đen, màu này cũng là rất là hot này. Con xe này 2021 anh em nhé, 16.000 km thôi. Quá mới. 2021 luôn anh em nhé. Chiếc xe này mình đang bán với giá 65 triệu bao hồ sơ cho anh em. 65 triệu thôi. Anh em nào mua thì cứ liên hệ với số máy 0938 344 999 hoặc 0987 868. Địa chỉ và số điện thoại của bạn Việt có để ở dưới phần bình luận. Anh em cứ vào đó kết bạn Zalo, mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em, cho anh em quay video là đàng hoàng cho anh em coi nhé. Anh em nào muốn cọc thì trước khi đặt cọc bất cứ một xe gì hãy gọi video call cho mình để nhìn cái chiếc xe đó hãng đặt cọc nhá, bởi vì bây giờ tránh tình trạng lừa đảo rất là nhiều. Đó. Bên mình hỗ trợ trả góp qua 3 ngân hàng. Đó. À, anh em là cứ ở trên 18 tuổi cứ cầm thẻ căn cước đến trực tiếp cửa hàng mình để làm trả góp nhá. Ví dụ như chiếc xe này 65 triệu anh em chỉ cần trả trước 20 triệu là lấy xe này. 20 triệu lấy xe ngay. Đó, làm rất là dễ. Bữa nay ngân hàng bên mình làm rất là dễ bởi vì khách hàng là ít không có nợ xấu cho nên là bên khách hàng của mình xong ngân hàng mình an toàn. Thì anh em nào ở xa chỉ cần cọc lại, ví dụ như một dòng ô tô này anh em cứ cọc lại khoảng 2 triệu cho mình. Bất cứ ở đâu cũng vậy, ví dụ vận chuyển ra tới nơi thì anh em nhìn xe ưng nghe, kiểm tra hết này đầy đủ thì anh em chuyển tiền cho mình, chứ không cần phải chuyển luôn. Đó. Như chiếc xe này cực kỳ hot luôn anh em này, một chiếc xe CBR300 này, một chiếc xe cực mới luôn. Xe không một lỗi lầm thì anh em nhé. Xe chạy 15.000 km thôi. Đó, phiên bản này là màu đỏ đen này cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm luôn đấy. Xe rất là đẹp, dáng thể thao, sport. Ngồi lên những chiếc xe này thì anh em khỏi phải suy nghĩ rồi. Đó, 300. Anh em nào cứ cao trên 1m60 thì ngồi ok nhá. Cứ cao 1m60 là ngồi ok rồi. Chạy sướng lắm. Đấy, mình chạy rất là ngon. Con xe này mình đang bán ra với giá 68 triệu bao hồ sơ toàn quốc cho anh em. 68 triệu nha anh em nhé. Mình cao 1m71. Nhưng ngồi chiếc xe này thì quá cân đối rồi, vừa. Đúng là quá đẹp luôn. Đó. Anh em mà nhìn trong khung hình là mình nghĩ là ô tô đẹp luôn. Xe đẹp lắm. Anh em cứ cao ví dụ 70 71 là ngồi những chiếc xe này chạy quá ok rồi. Chưa phân khối lớn quá chưa chắc mình đã chạy được ngon bằng dòng này trải nghiệm đâu. Anh em nào bên mình bên mình có hỗ trợ quay đầu, anh em nào cứ trải nghiệm bất cứ một chiếc xe nào rồi ví dụ không thích nữa, không phù hợp với mình thì quay đầu với mình nhá. Mình có thu mua lại hết. Rồi, tiếp theo mình xin giới thiệu với anh em đây là một chiếc xe KTM. Một chiếc xe 125 nhưng mà nó dừng em xe rồi giống như kia đây mấy thấy. Để dưới đấy tí cho anh nhá. Chiếc xe này con xe KTM. Một chiếc xe phân khối của nó chỉ có 125 thôi, nhưng mà thời kỳ nó ra chiếc xe này ấy, thì nó là thuộc dòng đẳng cấp. Nếu ở Việt Nam mình nói là dòng KTM này, nếu mà ngày nó ra 26, 27 nó ra dòng KTM này rất là đẳng cấp. Chạy cực kỳ đầm luôn, máy to lắm. Trang bị của nó là tháng trước tháng sau ABS toàn phần nhá. Cảng thì cứ gấp cảng làm cảng này gọi là cảng nhôm luôn đó anh em ạ. Làm đẹp lắm hầm hố, bởi vì người ta tính từ cái gắp này ra, bắt đầu bây giờ với độ chế sang những cái xe X-Size này kia đấy. Máy thì có quạt gió nhá, két nước nhá. Đó. Xe này 125 tháng ABS mà bây giờ anh em nào đang lựa chọn ví dụ một chiếc xe X-Size thì anh em hãy cân nhắc cái chiếc xe này, có 25.500 thôi. 25.500 con chiếc KTM này nhá. Đây, tiếp theo mình giới thiệu với mọi người đây chiếc xe con xe Diamond bản R nhá. Diamond GPX bản R, một chiếc xe màu vàng rất là thời trang. Chiếc xe này được nhập khẩu từ Thái về này anh em. Xe trong tình trạng là hai khóa kiếng hai khóa đầy đủ luôn này. Đó, xe để bao đẹp cho anh em.
không đâm đụng, không té ngã nhá. Không đâm đụng, không té ngã ở đâu, bất cứ đâu nhá. Xe bao zin, máy móc zin hết, 27 triệu bao hồ sơ. Hồ sơ đã rút sẵn. Anh em nào mua chỉ cần trả trước 7 triệu hoặc 5 triệu chiếc xe này thôi. 5 triệu lấy xe luôn. Một thằng dắt xuống, một thằng đẩy ra đi. Diamond, một chiếc xe Sport, bản Sport R G-Pix. Giới thiệu với anh em đây một chiếc xe GSX-Z GSX-E bản S. Chiếc xe này mới chạy 6.000 km đây nhỉ. 6.000 km thôi, chủ mua về không đi nhá. Đời rất cao. Xe chạy đúng đồng hồ 6.000 km luôn. Giá chỉ có 28 triệu bao hồ sơ cho anh em. Xe ngay chủ ký, hai kính đầy đủ, hai khóa đầy đủ. Con xe này mới chạy 6.000 km thôi. Bản S 28 triệu bao hồ sơ. 6.000 km. Việt quay đồng hồ cho anh em nhìn, đúng 6.000 km. Cốt trước cốt sau chưa mở anh em nhé. 28 triệu bao hồ sơ. Anh em hãy cân nhắc về chiếc xe này, nếu mà mua, một khi đã mua chiếc xe này vào dòng X-Side. Đó, dòng X-Side thì chưa chắc, giá tiền thì còn có, thậm chí còn kéo còn đắt hơn á. Tiếp theo với anh em, giới thiệu anh em đây là con Legion GPX luôn, 200cc. Chiếc xe này đang trong tình trạng dán keo hết nguyên con luôn này anh em này. Xe chạy cực kỳ euro thấp, xe bao đẹp cho anh em luôn. Không biết ở chỗ khác bán như nào nhưng Hùng Hồng bán bao cho anh em luôn. Con xe này cũng 6.000 km luôn này. Giá con xe này chỉ có 27 triệu bao hồ sơ. 27 triệu bao hồ sơ. Quá rẻ cho một chiếc xe Legion GPX phiên bản này, gọi phiên bản cổ điển, xe dòng xe cổ điển. Cho nên là anh em nếu mà ngồi chiếc dòng xe cổ điển này thì nếu mà chiếc xe này thì bạn nữ ngồi cũng được. Thường thường mình thấy rất nhiều bạn nữ đi cái dòng đấy. Rất nhiều bạn nữ đi cái dòng này. Bởi vì đi phượt những cái xe này nhìn nó thật sự dễ thương lắm. Đó. Đội, nhưng mà chiếc xe này mình phải trang bị là sao, lón bảo hiểm này, quần áo này kia thì đi rất là ngầu. Đá. Đây, xin giới thiệu với mọi người đây là một CBR. Một dòng CBR, trước những chiếc xe này, những chiếc xe chạy thử của hãng này. Đây, mình có xe, mình có mua lại trước hãng. Đó. Giới thiệu với mọi người đây một chiếc xe CBR này. Con này nó không khác gì một chiếc xe mới bà con ạ. Lý do tại sao mà Hùng Hồng nói như một chiếc xe mới, bởi vì lý do là nó chạy mới 200 km thôi. Thì có phải là như một chiếc xe mới không ạ? 280 km. Nếu anh em phát hiện đúng dòng xe của mô tô của Hùng Hồng Tour, Hùng Hồng sẽ tặng con xe luôn. Tặng con xe cho bà con luôn. Đấy, đây là một chiếc xe CBR 280 km thôi anh em ạ. Không một lỗ nhỏ nhá. Chiếc xe này Hùng Hồng bán ra giá 48.500 bao hồ sơ cho anh em. Quá rẻ luôn, không ở đâu rẻ hơn đâu ạ. Bản HTC này thì HTC này là một form đặc biệt mà. Quá đẹp luôn, cái màu nó dễ thương quá mà. Tất cả đều thắng ABS hết anh em nhá. Anh em nào chơi những dòng này thì CBR. Chiếc xe này thì nó không khác chiếc xe kia là bao nhiêu đâu. Thì thật ra nó chỉ chạy nhiều hơn tí thôi, bởi vì thật ra thì Việt cũng biết nó chạy thử, nếu mà ở khách hàng chạy thử thì cũng có 3-4 cây số như mấy, ai cũng đi chạy thử nhiều đúng không? Đúng rồi. Chiếc xe này là mới chạy 1.300 km nhá. Chiếc xe này bên Hùng Hồng bán cho anh em giá chỉ 47 triệu bao hồ sơ thôi. 47 triệu bao hồ sơ. Mua rẻ là bán rẻ. Rồi, tiếp theo đây là một chiếc xe này thì chiếc xe này chắc là chạy nhiều hơn rồi. Đó, con này chiếc xe này thì cũng thế, nó trong là tất cả bốn con này nó trong tình trạng như xe mới, chạy 4.000 km. Mấy ngàn với nhau thì nó chả quan trọng đâu, nhưng mà 4.000 km Hùng Hồng sẽ bán cho anh em giá 46 triệu bao hồ sơ. 46 triệu bao hồ sơ. Đây là chiếc xe cuối cùng để Hùng giới thiệu. Đây là con này xe chạy 1.900 km. Tất cả xe nào cũng đầy đủ phụ kiện, hai kính hay khóa nha anh em. Con xe này 1.900 km. Những chiếc xe này Hùng Hồng không phải giới thiệu gì vì nhiều về chất lượng của nó rồi. Nó là quá mới, bản HTC này nó quá mới rồi. Không có một vết trầy anh em nhá. Xe không một vết trầy, không một lỗi lầm, không đổ, không té nha anh em nhá. Xe mộc, bao zin, không có nên đồ chơi gì hết. Xe này Hùng Hồng cũng bán chỉ giá 47 triệu bao hồ sơ cho anh em thôi. Anh em nào mua thì liên hệ với số điện thoại 0938 344 99 hoặc 0987 868 777. Bạn Việt bạn có để dưới phần bình luận và địa chỉ của mình là ngay từ Tam Hiệp chạy về đây 2-3 cây thôi. Từ cổng 11 anh em đi bất cứ hướng nào nó cũng, bởi vì mình nằm ở giữa.
Đấy, cho nên anh em nào mua thì cứ liên hệ với hai số máy đó, bởi vì bạn Việt bạn để dưới phần bình luận. Thì cũng ra thì tất cả mọi người là mình muốn mỗi ngày một cửa hàng của mình mỗi ngày muốn thay đổi toàn diện, thay đổi rất nhiều để cho tất cả phù hợp với tất cả khách hàng, chứ không riêng gì một khách hàng nào khác. Thì sắp tới thì mình cũng về cũng rất là nhiều hàng nữa. Đáng nhẽ hôm nay nhiều hàng đấy, nhưng mà về xe về không kịp, đã gặp sự cố đấy. Cho nên có bằng này thì anh em hãy tham khảo để mua. Anh em nào đi quý kênh của bạn Việt và xe máy giá rẻ, hãy đăng ký và chia sẻ cho bạn đấy nhé. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại.